Diễm Thi và Trang Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ ba ngày 10 tháng 9 với một số tin tức đáng chú ý. Thuyền nhân Việt Nam tuyệt thực trong trại tị nạn ở Úc. Cuộc thi Hoa hậu thế giới vẫn diễn ra tại Indonesia mặc dù bị biểu tình phản đối. Nhưng trước hết, chúng tôi xin gửi đến quý khán thính giả một số diễn biến mới nhất về tình hình Syria. Ngoại trưởng Syria, ông Walid Amolem hôm thứ Hai tán dương đề nghị của Nga. Theo đó, Damascus sẽ đặt kho vũ khí hóa học của mình dưới quyền kiểm soát quốc tế. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Bashar al-Assad nhằm tránh bị Hoa Kỳ không kích trừng phạt. Phản ứng về vấn đề này, phó cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Tony Blinken nói là Hoa Kỳ sẽ xem xét nghiêm túc về đề nghị của Nga, nhưng quốc hội vẫn cần phải chấp thuận hành động quân sự để áp lực Syria. Trước đó, tuyên bố tại London hôm chủ nhật, ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói là chế độ Assad có thể tránh bị không kích trừng phạt nếu giao nạp kho vũ khí hóa học. Tuy nhiên, ông Kerry không hy vọng là Damascus sẽ thực hiện việc này. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chờ đợi quốc hội tái nhóm sẽ đồng thuận cho phép trừng phạt chế độ Bashar al-Assad bằng biện pháp quân sự. Theo dự kiến, hôm nay thứ Ba, ngày 10 tháng 9, Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu với nhân dân Hoa Kỳ từ phòng bầu dục. Cùng ngày, Ngoại trưởng các vương quốc Ả Rập vùng Vịnh sẽ nhóm họp ở Ả Rập Saudi đây là nhóm đại diện các nước ủng hộ việc cần có biện pháp quốc tế ngăn trở chế độ cầm quyền Syria si sử dụng vũ khí hóa học. Thưa quý vị, báo Úc đưa tin thuyền nhân Việt Nam tuyệt thực 24 giờ ở trại tị nạn Tây Úc. Ban Vị ngữ đại Á Châu tự do tuần trước có tường trình đến quý vị về cuộc tuyệt thực ngày 5 tháng 9 của 300 thuyền nhân Việt Nam tại trại tị nạn Yong Ha Hill ở Tây Úc để phản đối việc nhà cầm quyền Úc đã cho phép một nhóm công an Việt Nam vào trại điều tra các thuyền nhân. Hôm qua 9 tháng 9, báo Úc đã đưa ra tin cho biết rằng vụ việc tuyệt thực đã diễn ra sau khi 5 người tị nạn đào thoát khỏi trại sau vụ công an Việt Nam vào trại. Những người này sau đó đã bị bắt lại. Báo Úc dẫn lời người tị nạn nói rằng công an Việt Nam đã dựa vào các thông tin mà họ điều tra trong trại để sách nhiễu gia đình họ tại Việt Nam. Số đồng các người Việt Nam tị nạn tại trại này là những người công giáo đến từ tỉnh Nghệ An, nơi họ bị chính quyền cộng sản áp bức về tôn giáo mới cách đây vài ngày đã xảy ra một vụ đàn áp của công an Việt Nam đối với giáo dân tại giáo xứ Mỹ yên xã Nghi Phương huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An. Tại Philippines, quân đội với xe bọc thép yểm trợ bao vây thành phố hải cảng Zamboanga trên đảo Mindanao ở miền Nam sau khi khoảng 300 dân quân hồi giáo của mặt trận giải phóng quốc gia Moro xâm nhập vào vùng ngoại ô thành phố, giao chiến với lực lượng an ninh và quân đội phi vào ngày hôm qua. Thị trưởng thành phố là bà Isabel Climaco Salazar nói có hai người thuộc lực lượng an ninh cùng bốn nhân thường bị thiệt mạng và có ít nhất 20 người đang bị quân nổi dậy giữ làm con tin. Tổng thống Philippines Benigno Aquino lên tiếng tố cáo cuộc tấn công và phái ngay cố vấn an ninh cấp cao của ông đến nơi đang xảy ra chiến sự. Được biết là cuộc nổi dậy của các lực lượng Hồi giáo tại miền Nam nhằm biến hòn đảo Mindanao thành một quốc gia Hồi giáo độc lập đã kéo dài 42 năm và làm thiệt mạng đến 150.000 người. Thưa quý vị, tại quốc gia láng giềng của Việt Nam là Lào, Phó Tổ tướng Som Savat, Leng Savat, nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây và được báo Nation của Thái Lan trích lời rằng nước ông sẽ không cho phép xây dựng thêm các sòng bài trong các đặc khu kinh tế nữa. Ông cũng nói rằng các sòng bài đã hoạt động không đem lại nhiều điều tốt đẹp cho nền kinh tế mà lại gây phiền toái. Một sòng bài ở gần biên giới với Trung Quốc được biết là đã thu hút nhiều tay chơi từ Trung Quốc sang, nhiều người bị bắt giữ để đòi tiền chuộc. Chính phủ Trung Quốc thậm chí đã yêu cầu Viên Thanh đóng cửa sòng bài này. Trong khi đó, bên Việt Nam, chính phủ lại đang xem xét là có cho phép công dân Việt Nam vào các sòng bài trong nước để chơi hay không hiện các tay mê đỏ đen người Việt lại tiêu tiền ở các casino bên Campuchia. Và sau cùng thưa quý vị, cuộc thi Hoa hậu thế giới dù gặp trở ngại cũng đã được khai mạc vào hôm Chủ nhật trên hòn đảo du lịch xinh đẹp Bali thuộc Indonesia với 131 thí sinh đại diện các nước. Vài ngày trước đây, những người Hồi giáo cứng rắn đã biểu tình chống cuộc thi này với biểu ngữ quỷ tha ma bắt Hoa hậu đi. Giới tăng lữ Hồi giáo cho rằng việc phơi bày da thịt phụ nữ là chống lại những điều trong thánh kinh Koran của tôn giáo này. Những người tổ chức cuộc thi đã nhân nhượng bằng cách hủy bỏ cuộc trình diễn của các người đẹp trong trang phục bikini và vòng chung kết vào ngày 28 tháng 9 tới đây được dời về đảo Bali thay vì tổ chức ở ngoại ô thủ đô Jakarta. Đảo Bali có đa số dân theo ấn giáo, trong khi đại đa số dân chúng Indonesia theo Hồi giáo. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afetungviet.net. Nếu bị tương lượng ngăn chặn, quý vị có thể vào trong web của AFA tại địa chỉ achoutuzo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.afa.org. Dân thi và chân như, kính chào tạm biệt quý vị.